Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ít điều khang, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.